Folarin Balogun, cầu thủ 21 tuổi đến từ Brooklyn, Mỹ, đã gây ấn tượng mạnh trong mùa giải năm 2022 đến năm 2023 của Ligue 1 bằng việc vượt qua số bàn thắng ghi được trong một mùa giải của Lionel Messi. Balogun đã cam kết tương lai với đội tuyển Mỹ, chấm dứt nhiều đồn đoán về việc anh sẽ chơi cho Anh hay Mỹ trên đấu trường quốc tế. Tại nước Anh, Balogun bắt đầu hành trình của mình cùng Arsenal và trở thành một trong những tài năng triển vọng của đội bóng. Sau khi chuyển đến Anh từ New York cùng gia đình, Folarin Balogun bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ bóng đá tại học viện của Arsenal. Mặc dù đã trải qua nhiều cấp độ đội trẻ của Arsenal từ năm 2008, nhưng tiền đạo người Mỹ không có cơ hội thi đấu ở đội 1. Trong tình huống đó, Balogun đã được cho mượn tại các câu lạc bộ nhỏ hơn để phát triển kỹ năng. Tháng sau mùa giải năm 2020-21, Balogun chuyển đến Middlesbrough ở giải hạng nhất Anh với bản hợp đồng cho mượn, sau đó tiếp tục được cho mượn tại Rang, một đội bóng đang thi đấu tại League 1 trong mùa giải tiếp theo. Việc thi đấu ở các giải đấu kém cạnh tranh hơn Premier League đã cung cấp cơ hội tuyệt vời cho Balogun để rèn kỹ năng và có thời gian ra sân nhiều hơn. Balogun đã trải qua khó khăn khi thi đấu tại Arsenal và việc được cho mượn giúp anh tích lũy kinh nghiệm trong những năm qua. Adder Rossi đã ấn tượng khi chứng kiến Folarin Balogun thi đấu cùng Middlesbrough gặp Millwall. Dù sân nhà đỏ đen của Millwall nổi tiếng với bầu không khí thù địch, Balogun đã tỏa sáng với một pha lao vào vòng cấm đối phương và kiếm được quả phạt đền. Sự ủng hộ của cổ động viên Millwall tiếp tục theo sau anh suốt trận đấu. Trên sân cỏ, Balogun đã phát triển lối chơi của mình trong hai mùa giải gần đây và được sử dụng ở nhiều vai trò khác nhau. Tuy nhiên, vị trí mà anh có thể phát huy sở trường tốt nhất vẫn là tiền đạo cắm. Balogun thích xâm nhập vòng cấm đối phương để ghi bàn và đã có nhiều cách khác nhau để chọc thủng lưới đối thủ, bao gồm cả từ bên trong vòng cấm, khu vực giữa sân và chấm phạt đền. Nhà báo Alex Barker, còn được biết đến với biệt danh chuyên gia Euro trên Twitter, thừa nhận đã theo dõi Folarin Balogun một cách kỹ lưỡng trong suốt mùa giải qua khi anh khoác áo Rang. Balogun được mô tả như một kẻ săn mồi, với mục tiêu chính trên sân là ghi nhiều bàn thắng. Theo Barker, anh là một trong những tiền đạo đáng xem nhất ở League 1. Khác với những tiền đạo khác như Olivier Giroud của AC Milan hay Roberto Firmino của Liverpool, Balogun không chấp nhận chơi lùi sâu mà luôn cần nguồn sống từ những pha kiến tạo ở tuyến dưới. Sau khi chuyển đến Rang dưới dạng cho mượn, Balogun đã tỏa sáng rực rỡ và hy vọng của anh vẫn là cơ hội ở Arsenal. Với vai trò chân sút chủ lực của đội Rang trong mùa giải trước, Folarin Balogun đã trở thành cầu thủ Mỹ đầu tiên ghi được ít nhất 20 bàn thắng trong một giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Điều đáng chú ý là anh đã đạt được thành tích này trong một đội bóng tầm trung của Pháp. Thậm chí, với 21 bàn thắng, trong đó có 6 bàn từ chấm phạt đền, tiền đạo sinh năm 2001 còn hơn cả siêu sao Lionel Messi, chuyên gia Alex Barker đã thán phục với việc Balogun ghi được 15 bàn thắng từ tình huống bóng sống trong một giải đấu chất lượng như League 1, đây là một thành tích rất ấn tượng. Đáng chú ý, tất cả các bàn thắng của Balogun đều đến từ vùng cấm và phần lớn là những cú dứt điểm một chạm, bất chấp thành công ở cấp câu lạc bộ. Balogun vẫn cần thích nghi với phong cách chơi của đội tuyển Mỹ. Anh đã từng phải thích nghi với nhiều chiến thuật khi thi đấu ở các đội khác nhau. Chỉ khi biết cách thích nghi, Balogun mới có thể tồn tại trong môi trường đẳng cấp cao như Arsenal. Cách chơi không bóng của Folarin Balogun cũng sẽ rất hữu ích khi anh hòa nhập với chiến thuật mới. Hai điểm mạnh của Balogun là khả năng di chuyển và tốc độ, điều này khiến hàng thủ đối phương gặp khó khăn khi theo kèm anh. Chuyên gia Alex Barker nhận xét rằng Balogun có tốc độ tuyệt vời và thường khiến các hậu vệ đối phương không thể bắt kịp. Anh ta cũng biết cách sử dụng cơ thể để ngăn chặn hậu vệ. Đây là một cách thoát khỏi sự theo kèm đầy thú vị mà Balogun đã thành công trong sự nghiệp của mình. Balogun cũng đã chứng tỏ khả năng thích nghi tốt với môi trường mới. Với World Cup 2026 sắp diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, anh là hy vọng lớn nhất của đội tuyển Mỹ trong giải đấu đặc biệt này. Sau cuộc trò chuyện với Balogun, De Rossi tin rằng cầu thủ trẻ này có tiềm năng trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai. Balogun sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu và không quá quan tâm đến ý kiến của người khác. Với ít cơ hội thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm trong đội tuyển Anh, Balogun đã quyết định chọn đội tuyển Mỹ. Đây là cơ hội tuyệt vời để anh gây ấn tượng và phát triển thành một ngôi sao trong tương lai. Chuyên gia Barker cho rằng Balogun là một sự cải tiến cho vị trí tiền đạo trung tâm của đội tuyển và đề xuất xây dựng lối chơi của đội dựa trên anh ấy.